các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 7 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao mang lại thời tiết xấu cho toàn bộ các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Đêm nay và ngày mai trời tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhiều, có nơi mưa vừa, mưa to và dông với nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 17 cho đến 20 độ, vùng núi có nơi xuống từ 14 đến 16 độ, trời rét. Trưa ngày mai thì nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng 21 đến 24 độ. Cần cảnh giác đề phòng lũ bất thường xảy ra ven các sông suối nhỏ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi vượt các ngầm tràn qua sông, có phương án đảm bảo an toàn các hồ đập nhỏ, xử lý kịp thời sự cố xảy ra. Xuống đến khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, với sự tăng cường của không khí lạnh cùng với những nhiễu động trong đới gió đông trên cao vẫn còn duy trì. Vì vậy mà thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa ở diện khá rộng, rải rác mưa vừa có nơi mưa to và dông, tập trung ở các tỉnh thành phía nam khu vực. Với nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 20 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh thành khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa chủ yếu xảy ra ở phần phía bắc của khu vực, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông vào chiều tối ngày mai. Còn các tỉnh thành phía nam từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận thì chỉ có mưa nhỏ vài nơi với nhiệt độ từ 22 đến 31 độ nên khá thuận lợi cho du lịch. Tuy nhiên thì du lịch biển đảo trong thời kỳ này cũng cần phải lưu ý vì sóng gió đang có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày vừa qua. Không chỉ có những bãi biển đẹp, miền đất Nam Trung Bộ còn nổi tiếng với những đồi cát vàng bất tận. Trong đó, Mũi Né được gọi là thiên đường của nắng, của gió và của cát. Bởi đến với Mũi Né thì du khách sẽ bắt gặp cát có mặt ở khắp mọi nơi. Những đồi cát vàng óng trải dài dường như bất tận chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những phút giây thư giãn thưởng thức khung cảnh thiên nhiên thú vị. Còn đến với thời tiết các tỉnh thành khu vực vùng cao Tây Nguyên, tại đây thời tiết ít biến động, chỉ có mưa nhỏ trên diện hẹp, còn ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngày đêm từ 19 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ thì chịu sự chi phối của rìa phía Nam của không khí lạnh và rìa phía Bắc của dải thời tiết xấu ở phía Nam bán đảo Cà Mau. Vì vậy mà những cơn mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện vào lúc chiều tối và đêm ở diện khá rộng. Ban ngày trời sẽ ít mây và có nắng với nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Sau đây là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại khu vực Tây Bắc trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày mai sẽ có mưa dông rải rác, có nơi có mưa vừa, đêm và sáng trời rét. Cụ thể, tại Sapa nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, tại Tam Đảo nhiệt độ từ 16 đến 18 độ và tại Điện Biên nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Tại khu vực Đông Bắc trời cũng nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Cụ thể, tại Hà Giang nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, tại Vịnh Hạ Long từ 19 đến 24 độ và tại Hải Phòng cũng là 19 đến 24 độ. Tại khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm và sáng sớm trời lạnh. Thời tiết nhìn chung cũng không mấy thuận lợi cho du lịch cũng như là các hoạt động ngoài trời. Cụ thể, tại Sầm Sơn nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, tại Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ từ 19 đến 24 độ và tại Huế là từ 21 đến 27 độ. Khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân trời nhiều mây, ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Cụ thể như là tại Đà Nẵng nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, có mưa vừa và có dông. Còn tại Hội An thì thời tiết cũng sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Còn tại Bà Nà cũng có mưa với nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Tại khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, tại đây mây thay đổi, có mưa dông ở một vài nơi, ngày nắng. Thời tiết khu vực này khá thuận lợi cho hoạt động du lịch trong vùng. Tại Nha Trang có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tại Mũi Né không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Và tại Vũng Tàu có mưa nhỏ, nhiệt độ cũng hầu như là không vượt quá 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên thì mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, tập trung về chiều tối. Còn ban ngày thì trời nắng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động du lịch. Tại Pleiku nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 21 đến 30 độ và tại Đà Lạt nhiệt độ chỉ từ 15 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Tây Nam Bộ, còn miền Đông giảm mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực vẫn hầu như là không vượt quá 33 độ. Tại du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, tại hai khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động du lịch. Tại Côn Đảo, có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, biển động với nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Còn tại Phú Quốc thì chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên thời tiết xấu, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.